Để ủng hộ kênh, các bạn đừng quên ấn nút đăng ký và bấm vào nút chuông để nhận video mới nhất. Hi, xin chào các bạn trở lại với channel Chém Game. Eros chính thức ra mắt rồi. Eros cánh tay ác ma, đây là vị tướng mới toanh vừa ra mắt ở máy chủ thực nghiệm các bạn ơi. Nhìn cực kỳ ngầu các bạn ạ. Làm một pick cho nó sôi động. Ok, chúng ta bắt đầu cùng tìm hiểu về vị tướng này nhé. Đầu tiên chúng ta xét một chút về chất tướng. Đâu rồi ta? Sát thủ. Không có. Tanker. Xạ thủ. Chắc chắn là không rồi. Ok. Và đây chính là Eros của chúng ta. Một vị tướng đấu sĩ sát thủ thực thụ. Úi cha. Wow, ấn tượng kinh khủng luôn anh em ạ. Một vị tướng thuộc lâu đài khởi nguyên. Độ khó bình thường, sinh mệnh khá cao, sát thương tay rất lớn. Chúng ta hàng test ngay nhé. 2. Như là một chiếc máy khoan thôi anh em ạ. Anh em có nhớ đến cái nhân vật Kaneki không? Ở Ghost Tokyo phải không ta? Đòn đánh thường Chulik giúp Eros phóng thích quỷ lao lực à. Ok, test ngay nhé. Wow. Kinh vậy, càng đánh nhanh anh em ạ. Càng đánh tốc độ càng nhanh, lên 75% hút máu rồi. Tốc độ 126, 129 rồi. Wow. Quá kinh luôn anh em ạ. Ngay từ cấp độ 1 đã có tốc độ đánh và khả năng hút máu là 75% rồi. Nếu bạn lên thêm đồ hút máu thì sao? Trời ơi. Quá gắt luôn ạ. 75% hút máu luôn. 0% nha anh em ơi. Ban đầu là có 30% tốc độ đánh. 69 rồi, 89. Wow. Thật bất ngờ các bạn ơi, 75% hút máu, 100 tốc độ đánh ngay từ đầu game. Một vị tướng cực kỳ kinh khủng mà Liên Quân vừa ra mắt. Đáng sợ ngay từ cái nội tại các bạn ơi. Đáng sợ không kém gì một tướng Omen khi tích gần đầy sát khí. Wow. Anh em nhìn cánh tay quỷ đấy ạ. Khi bạn có nội tại đấy ạ, cánh tay quỷ kia nó sẽ hóa hình thành cái màu sắc khác. Và chúng ta nhận biết cực kỳ đơn giản thôi. Chiêu một lướt lên và chém. Chiêu 2 chém bổ. Wow. Chiêu 2 có cường hóa nhé các bạn ơi. Khi các bạn đầy đủ nộ ấy ạ, thì chiêu 2 chúng ta cường hóa, hóa hình thành một chiếc rìu. Đúng là cánh tay ác quỷ của các bạn ơi. Chiêu cuối bay lên bất tử trong 2 giây. Và chúng ta có thể chọn vị trí để mà rơi xuống và gây một cái lượng sát thương kinh khủng. Thật là bất ngờ về vị tướng này. Tuyệt vời. Chỉ có thể dùng một cái từ đó chính là tuyệt vời đó các bạn ơi. 2 từ chứ. Các bạn hãy mau mau vào máy chủ thực nghiệm để mà test đi ạ. Tại vì chỉ còn một thời gian ngắn là bên nhà phát hành người ta lại khóa lại đấy các bạn ơi. Chứ vậy các bạn nào mà chưa có máy chủ thực nghiệm, đừng quên vào Liên Quân Mobile trải nghiệm game. Nhóm có 288.000 người để mà theo dõi và tham gia nhé. Đây là hình tượng ban đầu của Eros. Rất đẹp trai và hoành tráng như là Kaneki ở trong Ghost Tokyo ấy ạ. Nếu bạn nào chưa xem có thể vào xem lại nhé, biết có đúng hay không. Ok, chúng ta cùng xem nào. Tay lưới liềm, tay đại đao, mắt ma. Chiêu cuối tên là mắt ma nha các bạn ơi. Tay lưới liềm là chiêu 1. Hồi chiêu 7 giây năng lượng là 0. Con này không dùng năng lượng nhé các bạn ơi. Như một chiếc máy khâu luôn các bạn ạ. Đúng là ác ma thực thụ ở đây còn đâu. Lướt lên chém. Bổ. Bay lên. Điều chỉnh vị trí và rơi xuống gây một cái lượng sát thương và hất văng đối thủ. Thật là kinh khủng. Bố. Vâng, rất tiếc là cái khoảng cách mà mình căn đo chưa được chuẩn cho lắm. Tại vì đây là lần đầu tiên mình chơi vị tướng này mà. Rất là tuyệt vời các bạn ơi. 75% hút máu và 100 tốc độ đánh. Cái này là chưa có trang bị nha các bạn ơi. Chưa có trang bị nó khủng khiếp như vậy rồi. Là 100 tốc độ đánh. Nếu các bạn lên
thêm 100 tội đánh thì sao? Chẳng biết nó có đánh như cái máy không? Quá kinh khủng luôn ạ. Bố. Wow. Sát thương không ghi anh em ạ. Con vị tướng là chưa thấy ghi sát thương nhưng mà rất mạnh luôn. Bay lên. Quá kinh khủng các bạn ơi. Thật bất ngờ ạ. Tại sao người ta có thể chế tạo ra một cái vị tướng kinh khủng như vậy? Quá gắt luôn. Trời ơi. Wow. Một vị tướng khiến cho bất kỳ ai phải nể phục về khả năng solo khô máu và tê đôi như vậy. Ngay từ đầu game đã có 75% hút máu rồi và có 100 tội đánh rồi. Ai đánh lại đây? Chắc chỉ có anh Omen hay là mấy thanh niên vừa mới ra mắt. Kiểu như là vị tướng nào ta? Hay là Roshi? Có thể chứ nhỉ? Rất là mạnh. Bay lên và đạp. Hất văng. Làm choáng. Hất tung. Nếu mà các bạn dùng chiêu 2 ở trong trạng thái không cường hóa thì chỉ có làm chậm được thôi. Chiêu 1 rất tiếc là chỉ có bay đi và chém. Nhưng mình cảm giác là nó rất là tuyệt vời rồi. Nó lướt đi và chém chẳng khác gì là cú chém của Killian đấy các bạn ơi. Đây là một vị tướng theo mình là có thể đi rừng và đi solo đường rất tốt. Tay đôi rất khỏe luôn. Chuẩn bị ra Vedet rồi còn chuẩn bị xuất hiện cả Eros thế này thì đường tà thần quá là khủng luôn các bạn ơi. 2 giây bất tử nhé các bạn ơi. 2 giây các bạn sử dụng chiêu cuối như vậy là chúng ta có thể bất tử, có thể sử dụng để mà bỏ chạy hoặc là có thể sử dụng để bắt chủ lực. Nè như vậy xạ thủ làm sao sống được các bạn ơi. Xạ thủ làm sao mà sống được. Tôi đang tưởng tượng cái viễn cảnh xạ thủ đang bắn ra tranh và từ trên trời rơi xuống một anh chàng Eros và hủy diệt tất cả. Quá gắt luôn. Ok, chúng ta bắt đầu một trận đấu 1v1 để mà trải nghiệm nhé. Đây là trận đấu đầu tiên của tôi và một bạn khác thì cũng sử dụng vị tướng Eros này luôn. Đây, ok. Thử lên cái đồ mặc định nào. Mình cũng chưa biết là nên chơi vị tướng này ra sao. Thử một chút nhé các bạn ơi. Anh em nên tích 3 đòn đánh đầu tiên. 1 đòn, 2 đòn. Đâm đúng không ạ? Mình cứ tích 2 đòn trước nhé các bạn ơi. 2, đó. Đâm, wow. Rất tuyệt vời. Nội tạng lên rồi. Đánh rất nhanh. Rất kinh khủng luôn, lượng sát thương đầu game khá tốt. Hút máu rất ghê. Hút máu cực ghê luôn. Xoắn. Wow. Rất tuyệt vời. Chém. Cú chém này không định hình được sát thương nhưng rất mạnh các bạn ạ. Chiêu cuối mang tên là mắt ma nhé các bạn ơi. Như vậy là Eros không chỉ có cánh tay quỷ mà có quả mắt quỷ cơ các bạn ơi. Đúng là đứa con của quỷ khác. Mình không biết là cốt truyện của vị tướng này ra sao, mình chưa đọc. Mình chỉ test và làm video clip luôn cho anh em thôi. Đây. Đẹp quá. Ôi xong rồi. Xong rồi anh em ạ. Mất lợi thế rồi. Sao giờ là mình bị xỉu nhá các bạn ơi. Tiếp tục là ván đấu thứ 3 nào. Cuộc tay đôi thứ 3. Mình đã chém trước. Mình lại bị chém. Cách lên đồ khác thành ra mình bị thọt khá nhiều. Wow, khả năng hồi phục rất là tuyệt vời các bạn ạ. Chém. Lật nhanh, rất nhanh. Bạn ơi, rất nhanh. Chiêu cuối sát thương có bằng chiêu 2 cường hóa các bạn ơi. Chiêu 2 mình có thể là, đây có thể là cái sát thương chủ lực từ chiêu 2 của vị tướng Eros này. Đánh rất là sung luôn. Team bạn lấy được cái cục máu rồi. Thôi xong. Holy shit, ok. Chúng ta nhập hiệp đấu thứ 4 nào. Đây là cái hiệp đấu quyết định. Chết nè, wow. Sát thương 1k rất nhiều. Đấm lách các kiểu. Team bạn đã trượt cái chiêu 2 rồi. Đang có chiêu cuối, cả hai đang có chiêu cuối, đang chờ đợi nhau và team bạn vừa chiêu cuối trước. Và mình sẽ là người có lợi thế. Vâng, tiếp tục là chém bổ và xả. Vâng, lại bạn lại xin rồi bạn, xin rồi bạn ơi. Bổ. Wow. Tuyệt vời. Anh em hãy để lại một nhận định về vị tướng Eros này đi nào. Nó thực sự là rất là tuyệt vời các bạn ơi. Cầm vào thôi đã cảm giác cực kỳ sung rồi. Nào là anime rồi còn vị tướng nào đây. Rất là nhiều vị tướng tuyệt vời. Cùng trải nghiệm ngay vị tướng Eros và đừng quên để lại một đánh giá ở bình luận. Cùng chia sẻ video này đến nhiều bạn khác nhé. Cảm ơn anh em rất nhiều. Vận may với 9k, 15k, 25k. Rất tuyệt vời đúng không nào? Chỉ vậy, khi các bạn có nhu cầu thử vận may này thì lên choang.vn hay là mua thẳng các nick để mà không lo việc bị trùng thông tin hay là không cần phải hên xui thì cứ lên choang.vn để mà mua và tìm kiếm các vận may cho mình nhé các bạn ơi. Đủ thoải mái để cho anh em có thể lựa chọn đó chính là choang.vn. Để ủng hộ S, anh em đừng quên ấn nút đăng ký. Và đương nhiên rồi, chúng ta lựa chọn vào phần chuông và lựa chọn thông báo tất cả các video được kênh up lên.
các bạn sẽ là người nhận đầu tiên nhất. Và đừng quên ấn nút like nếu các bạn thấy hay và dislike nếu các bạn chưa thích video này. Và chia sẻ video này cho bạn bè ở trên Facebook, Google. Cảm ơn các bạn rất rất nhiều.